trước tình hình văn bản giả đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội gây hoang mang cho giáo viên, học sinh và phụ huynh sáng 13 tháng 2 sở giáo dục và đào tạo tp.hcm cũng đã có văn bản khẳng định văn bản cho nghỉ học đến hết ngày 21 tháng 2 là giả theo đó sở giáo dục và đào tạo tp.hcm cũng đề nghị thủ trưởng các đơn vị cơ sở giáo dục trên địa bàn khẩn trương thông tin đầy đủ chính xác cho toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên toàn ngành đồng thời thông tin đến toàn thể phụ huynh và học sinh về thông tin giả mạo trên được biết ngành giáo dục đào tạo thành phố đang thực hiện các bước cần thiết để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chuẩn bị cho học sinh đi học lại từ ngày 17 tháng 2. Dự kiến ngày 14 tháng 2 thành phố sẽ có quyết định chính thức về việc đi học lại của học sinh.